Dạ, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì shop đầu câu Nhật Bản Bình Định xin được giới thiệu với mọi người cái video số 218. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người có tất cả là 15 mấy con máy câu hàng Nhật Bản. Và lô máy câu của em ngày hôm nay thì cũng khá là đa dạng loại máy nha mọi người. Có máy kim loại size lớn, có máy carbon và những carbon dòng carbon khá là ok nè. Có size từ size 2000 đến là 13000 nha mọi người. Và giá báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship, anh em có ship code toàn quốc và phí ship của mỗi đơn đối với máy là 30.000. Khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Và số điện thoại để mà chốt đơn bên em đó là số 0974088309. Và có thể thêm một số nữa là 0356087682 nha mọi người. Và nếu mà khách chốt hàng bên em á, thì tin tưởng chốt hàng bên em thì xin vui lòng là gọi điện trực tiếp, có thể hoặc là nhắn tin hoặc là kết nối Zalo nha mọi người. Bởi vì shop em đã có xảy ra hiện tượng là bị các shop khác cướp đơn á, nghĩa là họ sẽ có một số khách là chốt hàng bên em bằng cách là comment bên dưới cái video, nên các shop khác họ biết địa chỉ bên shop của khách và chủ động gửi những con máy là kém chất lượng đến cho khách chúng ta. Và các quý khách là trên chúng ta xem kỹ hoặc là hỏi bên shipper giùm em là cái sản phẩm này là được gửi từ shop nào, stance của shop là gì, để chúng ta tránh cái trường hợp là nhận những cái sản phẩm bị lỗi mà cứ nghĩ rằng là sản phẩm của từ shop em, thì rất là oan uổng cho shop em nha mọi người. Em xin cảm ơn các quý khách rất là nhiều ạ. Và đầu tiên em xin giới thiệu với mọi người cái con máy số 1 ở đây em có nè. Thì con máy số 1 ở đây em có đây là một con máy có tên là Ruby. Tên của máy là Ruby Carbon Win 1000. Con máy này thì toàn bộ bằng carbon cả. Ở đây. Màu của con máy là carbon màu đen thế này, như thế này ạ. Thì cái con máy số 1 này là nó bị mắc một cái lớp tem dán xung quanh cối như thế này nha mọi người. Ở đây. Cái dòng này thì nó làm bằng carbon cho nó khá là nhẹ, chúng ta có thể câu lua rê hoặc là chúng ta câu cần tay trợ máy. Thì size thực của máy này là khoảng 2000, máy này size khoảng 2000. Và mô bên sóng này, lưỡi gà vẫn còn. Thì con máy này chỉ có cái phần là cái tem xung quanh dán xung quanh cối là bị bong ra thôi, còn cái thân máy mọi thứ vị trí khác biệt đều khá là ok. Chúng ta đổi được tay quay trái phải, máy này toàn bộ bằng carbon cả. Khuyên đeo dây của máy đây ạ. Bằng đá loại sứ nâu như này, rất là sáng bóng. Gạt cước hoạt động tốt. Máy này ngoại hình cũng khá là sáng, mỗi tội có mất cái tem mình trên cố thôi. Còn thân máy này, không có trời xước gì. Carbon của cái dòng này là thiết kế theo kiểu carbon màu của nó, carbon mờ nhám như này. Không có trời xước gì đáng kể cả. Mô bên sóng lưỡi gà vẫn còn, máy này size tầm khoảng 2000. Máy quay của máy này quay rất là nhẹ nha. Máy này khi quay thì có bị nghe tiếng kiến giống như tiếng gió của cố thôi. Cái dòng này con này thì cái ratio của máy cũng khá là cao, tầm khoảng là 4.8 đến 5.2 em. Tầm khoảng 5 chấm á, em mới kiểm tra lúc nãy thì tầm khoảng 5 chấm nhá. Máy này người ta lua rơi hoặc là câu ISO đều được cả. Và máy số 1 này của Nhật. Máy số 1 này có giá là 220.000. Máy này rồi. Con máy số 1 này nặng là 196g, máy số 1 giá 220.000. Tiếp đến máy số 2. Ở đây em có một con máy số 2 khá là đẹp như thế này. Trầy xước rất là nhỏ thôi, dòng đây là dòng mà carbon mà có cái thiết kế theo kiểu là có trục là trục xoắn đôi nha mọi người. Thân máy dạng kiểu trục tròn hoặc là trục vuông thế này là đều là những cái nó thiết kế bên trong đều là trục xoắn đôi cả. Tên của máy là Daiwa, dòng Roadster GS750M tên của máy nè. Daiwa, dòng ở Daiwa Long Carbon. Thì máy này kéo được là 4,5 kg theo thông số trên cố thôi. Còn nếu mà nó kéo rồi tối đa thì máy này có thể tải hơn nữa. Mô bin sóng lưỡi gà vẫn còn. Cước số 3 vào được 150m, máy này size 3000 nha mọi người. Size 3000. Máy có cốt trợ lực bằng vòng bi. Máy đời cao này thiết kế bằng cốt trợ lực bằng bi, size thực của máy 3000. Máy này cối là bằng inox, thân và tay quay là bằng carbon. Máy ngoại hình khá là sáng, máy độ mới tầm khoảng là 80% nha mọi người. Vì trên cối có những cái vết xước, nhưng mà vết xước này khá là nhẹ nên nhìn máy rất là sáng. Bị có đuôi máy này, bị trắc phần đuôi máy như thế này thôi. Khuyên đeo dây của máy này. Có cái nắp của cối như này là cho nó chống nước nha. Cối thấy ok. Ngoại hình máy khá là sáng. Máy này có ratio tầm khoảng 5.2. Cối này là cối nó màu vàng nha. Cái cối này chúng ta có thể lua rê được cả nước mặn được nha mọi người. Cái dòng cối này. Khuyên đeo dây của máy gạt cước hoạt động tốt. Và hoạt động của máy đây. Máy này quay rất là ok. Hoạt động máy này quay rất là
êm mượt nha, chốt chặn hoạt động tốt. Máy này chạy rất là mượt. Size thật của máy là 3.000. Và máy số 2 này nặng là 290g. Máy số 2 này có giá là 580.000. Máy của Nhật nha mọi người. Con máy khá là đẹp. Chạy xước nhỏ phần đuôi máy thế này thôi. Cối có một vài sợi rễ xước rất là nhỉ, rất là mờ thế này. Tổng quan máy khá là sáng. Size thật của máy là 3.000. Tiếp đến là máy số 3. Máy số 3 đây em có con máy của Shimano Holiday Spin 3.000. Và size thật của máy cũng là 3.000 luôn ạ. Máy này cối và thân là bằng carbon tay quay bằng kim loại nha. Chúng ta đổ được tay quay trái phải. Máy số 2 cũng đổ được tay quay trái phải nha mọi người. Ngoại hình của máy thì máy này có những cái vết xước nhẹ thế này thôi. Mô bên sóng này, lưỡi gào của máy vẫn còn. Khuyên nâu dây của máy này khá là sáng, gạt cước hoạt động tốt ạ. Và size thật của máy 3.000. Và máy này này quay rất là nhẹ nha, dòng này quay rất là mượt. Chốt chặn hoạt động tốt. Tay quay của máy rất là sáng. Máy này ngoại hình khá là ok ạ. Không đánh nổi tệ lắm đâu. Khá là sáng. Và máy này là của Malaysia xuất Nhật, máy số 3 có giá là 350.000. Máy này nặng là 317g. Tiếp đến máy số 4. Máy số 4 của em có con máy của Shimano Holiday Spin 3.000 luôn ạ. Máy này thì cước số 3 cũng vào được 150m. Cối và thân cũng là carbon nha, tay quay bằng kim loại, đổ được tay quay trái phải. Ngoại hình của máy đó, máy ngoại hình này cũng có xước nhẹ thôi. Những vết xước không nhiều lắm đâu ạ. Ông rất sơn cối rất là sáng nha. Cối bằng carbon, mô bên sóng này, lưỡi gào của máy thì vẫn còn. Khuyên nâu dây của máy khá sáng ạ. Gạt cước hoạt động tốt. Đổ được tay quay trái phải, tay quay của máy thế này. Và hoạt động của máy này. Chốt chặn hoạt động tốt. Máy quay rất là ok. Size thật của máy là 3.000. Máy này là của Singapore xuất Nhật. Máy số 4 có giá là 380.000. Máy này nặng là 316g. Tiếp đến là máy số 5. Máy số 5 ở đây em có con máy của Daiwa. Máy chạy bằng hai bạc đạn. Máy Daiwa là dòng này cũng là dòng Long Cut Bull GX 850M nha mọi người. Cái con máy nó bị rớt mất hai cái tim nhỏ màu đỏ đỏ ở vị trí hai thân hai bên này. Nhưng mà máy này thì cối và nói chung là máy này toàn bộ bằng carbon cả. Chạy bằng hai bạc đạn. Ngoại hình máy cũng khá là sáng. Chỉ có mất hai cái tem hai xung quanh hai bên này thôi. Nên vẫn còn dính lớp keo của tem này. Còn cối cũng không có trầy xước gì cả. Máy chạy bằng hai bạc đạn, cối bằng thật bằng carbon nhá. Nó là máy này toàn bộ bằng carbon. Và reto của máy này có reto khá là cao, 6.2. Thì dòng này người ta lua khá là ok, lua rê. Mô bên sóng này, lưỡi gà vẫn còn. Size thật của máy ạ, cước số 3 vào được 150m, máy này size 3.000 nha mọi người. Máy size 3.000. Máy cối carbon. Gạt cước đây, hoạt động tốt. Máy này tay quay vẫn còn khá là đẹp nè. Và đổi được tay quay trái phải và hoạt động của máy này. Máy này quay rất là nhẹ nha. Máy quay khá nhẹ và em chốt chặn hoạt động tốt. Và máy này nặng là máy số 5 nặng là 268g ạ. Và máy này cũng của Nhật, máy số 5 có giá là 480.000. Tiếp đến máy số 6. Máy số 6 thì ở đây em có con máy của Shimano dòng EuroCut là 2.000 tên của máy. Máy này cố bằng carbon, thân và tay quay là bằng kim loại, đổi được tay quay trái phải. Cái con máy này là máy mô bin chết nha mọi người, cố bằng carbon. Sa thực của máy nè, máy này thì mô bin chết, mô bin tĩnh là mô những con máy mà chúng ta không có râm được cá, không xả được mô bin ạ. Cước số 6 vào được 200m, 210m thì sa tầm khoảng 7.000. Gạt cước hoạt động tốt, khuyên nâu dây của máy này khá là sáng. Thì những con máy này thì chúng ta câu gần, câu rạn. Ta hoặc là nước khách nào chúng ta có thể câu xong vẫn được, không vấn đề gì cả. Cá cắn câu chúng ta kéo trực tiếp vào luôn, không cần phải xả mô bin trong cá gì cả. Tay quay của máy khá là sáng nha. Đổ được tay quay trái phải. Máy quay khá là nhẹ nha. Chốt chặn nè, hoạt động tốt. Ngoại hình máy cũng khá là sáng. Trầy xước không có trầy xước thì bao nhiêu cả. Có vị trí này nó không được đẹp, vị trí này một tí thôi. Và máy số 6 này nặng là 416g. Và máy số 6 này là của Nhật, máy số 6 có giá là 280.000.
Tiếp đến máy số 7 ạ. Máy số 7 ở đây em có con máy của Shimano, cũng dòng ở Eurocard là 4.000. Máy này thì cối nong nha mọi người, cối nong mô binh chết. Thì hai cái con dòng này, máy này là dòng cối nong này. Dòng này thì thiết kế kiểu cối nong như này cảo khỏe nha. Size thật của máy là cước số 5 vào được, cước số 5 vào được 200m. Thì tầm xa cũng khoảng 6.000 nha mọi người. Khuyên đầu dao của máy này ra xa. Cối nong mô binh chết ạ. Mô binh chết, mô binh tỉnh và không rong được cá, không xả được mô binh nhé. Và máy này là có đưa tô là 3.8, tay quay phím tay phải thôi ạ, không đổi được tay quay nhé mọi người. Đây, tay quay khá là sáng. Khách nào thuận tay quay phía bên phải thì máy này, nếu mà tay quay phía bên phải thì nó thiết kế cái phần gạt gước này nằm bên phải thế này. Chưa, quay rất là nhẹ nha. Chốt chặn ạ, hoạt động tốt ạ. Máy quay khá nhẹ và êm. Máy này là của Nhật, máy số 7 có giá là 320.000. Máy này nặng là 488g ạ. Tiếp đến máy số 8. Máy số 8 thì ở đây em có một con máy của Daiwa Sportline XT1 ạ. Máy này toàn thân bằng kim loại cả, tay quay bằng kim loại luôn. Ngoại hình của máy này, máy ngoại hình cũng khá là sáng. Cối thì có bị xước như thế này, không nhiều lắm đâu ạ. Khuyên đầu dây của máy đây, ok nha. Tay quay của máy này ạ. Máy này tay quay, chúng ta đổi được tay quay trái phải bình thường dành cho máy này, gạt cước hoạt động tốt. Xa thật của máy này ạ. Mô binh sóng này lưỡi gà vẫn còn. Xa thật của máy, cước số 7 vào được 150m, cước số 6 vào được 180m. Thì máy này tầm size 6.500 nha mọi người. Size 6.500. Ngoại hình của máy, tổng quan của máy thế này. Daiwa Sportline XT1, những cái dòng mà từ XT1 đến XT5 thì những dòng mà Sportline này khách này sử dụng khá là ghiền với cái dòng máy này nha. Nó vừa bền mà cả nó khỏe nha. Quay rất là nhẹ. Chốt chặn nè, hoạt động tốt. Và máy này là của Nhật, máy số 8 có giá là 480.000. Máy này nặng là 485g ạ. Tiếp đến máy số 9 ạ. Máy số 9 ở đây em có máy XT3, Daiwa Sportline XT3. Máy này thì và mặt ngoại hình đây ạ. Máy này thì và mặt ngoại hình, vị trí nước sơn một vài vị trí. Máy này nó không được đẹp lắm nha. Vài vị trí này. Tay quay của máy nó bị bong cái bóp xi bóng bên ngoài rồi. Đây, cái xi bóng nó, cái lớp mạ xi bóng bên ngoài nó bị bong ra. Cái nước tay quay này nước sơn này, nước sơn một vị trí. Và vị trí máy này nước sơn nó không được đẹp lắm. Gạt gước ok. Khuyên đầu dây của máy đây, rất là sáng. Máy này có còn nguyên cái đông cối, mô binh sóng lưỡi gà vẫn còn. Thì cối của máy nó cũng bị xước nhẹ nhẹ thế này thôi ạ. Không đáng kể nhé. Cước số, thông số cước trên máy, cước số 7 vào được 210m. Thì máy này size 8.000 nha mọi người. Máy size 8.000. Mô binh sóng lưỡi gà vẫn còn. Máy này thì ngoại hình cũng không đến nỗi tệ lắm. Đổi được tay quay trái phải ạ. Đây, cối nó như thế này nha. Mô binh sóng. Và hoạt động của máy đây, lưỡi gà của máy vẫn còn nha mọi người. Máy thì quay rất là nhẹ. Chốt chặn nè, hoạt động tốt ạ. Máy quay rất ok nha. Size thật của máy là 8.000, Daiwa Sportline XT3. Và máy số 9 này nặng là 558g ạ. Và máy số 9 này là máy của Nhật, máy số 9 có giá là 560.000 ạ. Tiếp đến máy số 10. Máy số 10 ở đây em có con máy Olympic. Dòng Olympic Lancer 350 ạ. Tên của máy nha mọi người. Máy này thì toàn thân bằng kim loại. Chúng ta đổi được tay quay trái phải dành cho máy này. Máy này thì có cối nó bị hơi bị xuống màu cái phần cối một tí thôi. Cối của máy này, xước thì cũng không có xước nhiều lắm, chủ yếu nó bị oxy hóa nhẹ nên nó bị một vài vị trí nó bị xuống màu như này. Đóng cái mạng như này. Nhưng mà nó không có hơi gời hết cả. Tay quay của máy như thế này nha. Thằng máy, chúng ta đổi được tay quay trái phải dành cho máy này. Xa thật của máy, cước số 6 vào được 240m. Thì máy này tầm xa khoảng 7.500 nha mọi người. Mô binh sóng này, lưỡi gà vẫn còn. Máy này lưỡi gà kêu khá là to này. Khuyên đầu dây của máy đây, sáng. Gạt cước, hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải ạ. Ngoại hình của máy như thế này.
dòng Olympic. Và dòng Olympic này thì những cái dòng này rất là nhẹ và êm nhé. Máy quay khá rất là êm. Thì cả cái da cước nha mọi người. Tiếng kêu ra tiếng cả da cước nè. Chốt chặn hoạt động tốt. Máy này thì có cái cấu nó bị oxy hóa, nhìn nó bị xuống màu nên hơi bị tối cái máy một tí thôi, chứ mà chức năng hoạt động máy này quay rất là mượt, rất là êm ạ. Và máy này thì nặng là 544g và máy số 10 này có giá là 450.000. Tiếp đến là máy số 11. Ở đây. Máy số 11 là ở đây em có một con máy của Daiwa Sprinter S3000 DX tên của máy nha. Máy này toàn thân bằng kim loại, đổi được tay quay trái phải. Máy này ngoại hình cũng khá là ok. Cối của máy đây. Có những cái vết xước rất là nhẹ, rất là mờ thôi. Size thật của máy này, size thật của máy thì máy này cước số 7 vào được 210m, cước số 8 vào được 180m, thì máy này tầm size khoảng là 8.000 nha mọi người. Size 8.000. Lưng máy này. Nhưng là máy này màu sơn mọi người nhìn khá là sáng đấy. Độ mới máy này tầm khoảng là 75%. 75 đến dao động 75 đến 80 nha mọi người. Máy này thì có một cái lớp tem nhỏ màu bóng trên cối này, là bị bong nhẹ thôi, bong ra thôi. Còn cối khá là sáng. Khuyên đầu dây của máy này. Gạt cước hoạt động tốt. Size thật của máy là 8.000, ta đổi được tay quay trái phải. Và hoạt động của máy đây. Máy quay rất là nhẹ nha. Bị dây cước nó kêu răng riêng thôi. Máy quay nhẹ êm nha. Thì máy này chức năng hoạt động khá là ok, không vấn đề gì cả. Máy số 11 này nặng là 634g và máy số 11 này có giá là 620.000, máy này của Nhật. Tiếp đến máy số 12 ạ. Máy 12 ở đây em có một con máy có tên là máy Olympic, dòng Olympic Helicon Gear ở đây. Và LED tên là LEDGO FX1 tên của máy. Máy này chạy bằng hai bạc đạn luôn ạ. Đó này. Máy này ngoại hình thì ngoại hình trên cối có những vết xước nhẹ thôi, không đáng kể đâu ạ. Máy này thì ngoại hình cũng nhìn cũng khá là tương đối, không có đến nỗi trầy xước gì nhiều lắm đâu ạ. Trên cối có những vết xước nhẹ. Có máy thì cũng khá là ok, không có trầy xước gì đáng kể cả. Cước số 8 vào được 200m thì máy này tầm xa khoảng 9.000 nha mọi người. Có Rito của máy này, máy này có Rito khá là cao, tầm 6.2, cân nặng là 555g theo cân nặng ở trên cối như thế này. Và máy này ngoại hình trên thân máy, lưng máy như thế này khá là sáng máy nha. Máy trên lưng máy thì nước sơn của máy vẫn còn khá là đẹp nha. Máy này thì ngoại hình độ mới tầm khoảng là 75% nha mọi người. 75%. Cối máy. Size của máy là 9.000, mô pin sóng lưỡi gào của máy vẫn còn ạ. Khuyên đầu dây của máy đây khá là sáng này. Gạt cước. Gạt cước hoạt động tốt. Máy này đổi tay trái phải được. Nhưng mà máy này có một cái lỗi nhỏ là cái tay quay này chúng ta không có gặp được nha mọi người. Chúng ta không có gặp gọn lại được. Nghĩa là vẫn sử dụng như thế này bình thường thôi, nhưng mà không có gặp gọn lại, nó bị lỗi cái tay quay này. Đây. Em đã báo lỗi rất khá là chi tiết trên từng máy nha. Và chúng ta hoạt động của máy, máy này có Rito là 6.2 bằng toàn thân bằng kim loại. Quay rất là nhẹ với em nha. Chốt chặn này, hoạt động tốt ạ. Bởi vì cái Rito của máy khá cao nên quay các bạn nghe tiếng gió không? Máy cối có tiếng gió nha. Nặng là 555g theo thông số trên cối. Còn cân nặng thực tế của máy này, bởi vì có thêm cước rồi, cân nặng thực tế em cân được là 611g ạ. Máy này là tay quay của máy khá là sáng. Máy này là máy của Nhật, máy số 12 có giá là 650.000. Tiếp đến máy số 13. Máy 13 thì ở đây em có một con máy có tên là Daiwa Sport No 3. Máy này size lớn nha mọi người, máy này size khá là size thực của máy đây ạ. Trên cối. Máy này thì cước số 12 vào được 175m, máy này size 12.000. Máy này toàn thân bằng kim loại cả. Cối của máy thì có một vài vị trí nó bị xước thế này thôi. Đây vị trí này là bị xước, còn những vị trí khác là nhìn có xước nhẹ thôi nhưng mà nhìn khá là ok. Thân của máy đây ạ. Trầy xước cũng nhỏ, tay quay của máy như thế này, nó bị bong nhẹ cái nước sơn lớp xi bóng thế này, bong thế này. Cái vị trí góc tay quay khá là sáng. Đuôi máy thôi.
Chúng ta đổi được tay quay trái phải bình thường. Máy này mô pin sóng lưỡi gà vẫn còn. Dòng này có cốt trợ lực. Và cốt trợ lực thì những dòng máy này thì cốt chúng ta muốn mở cối hoặc là khó cối, chúng ta phải mở cái nắp lên này. Và cốt trợ lực này thì nó gắn ở trên cối nha mọi người, nó không phải nó gắn trên trục. Đây, cốt trợ lực này nó gắn trên cối. Đây ạ. Xa thực của máy là 12.000, có kèm cốt của trợ lực. Và chúng ta khó cối. Đây, nắp vào khó cối bằng cắt xếp cái nút ở trên cối thì mới giữ được cối. Đây ạ. Rồi, có ok. Còn chúng ta xả mô pin thì chúng ta một cái mở cái vặn này bình thường thôi. Đây, xả mô pin. Xếp lại. Gạt cước hoạt động tốt. Khoeo nâu dao của máy này khá sáng. Xa thực của máy 12.000, máy chạy bằng 3 bạc đạn. Đây ạ, máy chạy bằng 3 bạc đạn nha. Đổ được tay quay trái phải. Máy quay rất là nhẹ nha. Máy quay khá là nhẹ. Chốt chặn ạ. Hoạt động tốt. Và máy số 12 này. 13, máy 13. Máy 13 này nặng là 755 g ạ. Máy này nặng 755 g nữa rồi. Đó là máy 13 này là máy hàng của nội địa Nhật. Máy 13 có giá là 850.000. Tiếp đến máy số 14. Máy 14 ở đây. Ở đây em còn có một máy size lớn thế này. Ngoại hình của máy khá là lớn. Máy này có dòng Ruby Powerful nâu 5 tên của máy. Máy này thì toàn thân bằng kim loại, ngoại hình máy thì sáng hơn. Sáng hơn máy 13 lúc nãy một tí. Đây lưng máy này. Thì cái vị trí này là cái lớp có một cái lớp tem bằng nhựa nên nó bị bong ra rồi, nó bị trắc cái nước sơn màu đen một vài vị trí thế này ạ. Và máy này cũng chạy bằng 3 bạc đạn, cối của máy khá là sáng này. Có Drito là 4.3. Máy này thì ngoại hình khá là ok, tay quay cũng vậy, khá là sáng đẹp. Cước số 12 vào được 220m thì máy này tầm xa cũng khoảng 13.000 nha mọi người. Và mô pin sóng này, lưỡi gà của máy vẫn còn. Có cốt trợ lực, máy này cũng vậy, cũng có cốt trợ lực. Thì máy này cốt trợ lực và cán cân trục. Và khuyên nâu dao của máy. Khuyên nâu dao của máy này. Máy này thì khuyên có trợ lực dây như thế này. Ngoại hình của máy, máy này ngoại hình khá là sáng. Cối tài xước rất là nhỏ. Và máy này có một cái lỗi nhỏ là không có quay lui được nha mọi người. Có nghĩa là người ta đang ở chế độ chốt chặn này. Bởi vì cái chốt chặn nó bị lỗi. Ta chỉ quay tới đã thu dây vào thôi. Nó không có quay lui ngược lại. Máy quay rất là nhẹ rồi em. Và máy số 14 này nặng là 761 g ạ. Và máy số 14 này hàng của Nhật. Ta ba máy 14 có giá là 820.000, xa 13.000 ạ. Tiếp đến máy số 15, máy cuối cùng. Máy 15 ở đây em có một con máy cối nông nha mày, nha mọi người. Máy cối nông mô pin chết. Con máy này có tên là của Daiwa, dòng là Tournament Broadcaster SS352 tên của máy. Máy chạy bằng 4 mặt đạn. Thì máy này là thân bằng carbon, cối bằng inox này. Cước thông số cước ở trên máy này cước số 5, cước số 6 vào được 150m. Máy này size 6.000. Cối nông mô pin chết cho mọi người. Đây mô pin chết, mô pin tĩnh. Chúng ta không có rong được cá vào máy này. Cối dòng cối nông thế này. Thì con máy này vẫn còn một con máy này vẫn còn một lượng dây nhựa, dây dù bên trong khá lớn này. Khuyên nâu dây của máy mẹ gôn chỗ này khá là sáng. Thì cối của máy thì khá là sáng ạ. Máy này cối rất sáng nhưng mà ở trên thân máy này nó bị bong tróc cái sơn nên như thế này nha mọi người. Máy này thì là trên thân máy nó bong tróc và vị trí bong tróc nữa này. Chạy bằng 4 bạc đạn. Tay quay của máy thì cái này nó bị vỡ một cái lớp nhựa đập bên ngoài của phần nắm tay quay như thế này ạ. Gạt cước hoạt động tốt. Dòng Tournament, Daiwa Tournament SS. Chúng ta đổi được tay quay trái phải, tay quay của máy là bằng carbon thôi nè. Máy quay rất là nhẹ nha. Máy này vẫn còn một lượng dây khá là ok.
cố là bằng bằng inox. Đổi được cây quay trái phải. Máy này có Rito tầm 4.8. Chốt chặn ạ, hoạt động tốt ạ. Máy quay khá nhẹ. Và máy số 15 này nặng là 491 gram ạ. Nặng 491 gram. Và máy 15 này là của Nhật. Máy 15 này có giá là 480.000. Và em mới vừa giới thiệu xong lô gồm có 15 máy câu của mình. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại là 0974088309. Và khách chốt hàng thì xin vui lòng gọi điện kết nối Zalo hoặc là nhắn tin nha mọi người. Em xin cảm ơn, em xin chào mọi người ạ.